Hello. Bây giờ nghe lớn rồi phải không? Bây giờ nghe lớn rồi phải không? Say yes đi. Ok, rồi, được rồi. Ok, hôm nay mình học gì nè? Hôm nay các anh chị muốn học gì nè? We continue with the exercise or we jump to the new one. Jump up to the new one. Hôm nay các anh chị muốn làm bài tập tiếp của cái bài pronouns hay là mình học qua cái bài mới là bài động từ, the verb. What would you like to do? Hả? Làm bài tập hả? Làm bài mới hả? Bài mới hả? Học bài mới hả? Cơ bộ khoái học bài mới hơn thì phải. Ok, cái này gọi là đa số thắng thiểu số phải không? Chỉ có một mình Trần á, tội nghiệp Trần quá à. Mình Trần à, thế đa số thắng thiểu số. Yes, làm bài mới. Ok, vậy học bài mới nha, không làm bài tập không nhớ được. Anyway, không sao Trần, khi mà mình học bài mới đó, mình cũng sẽ ôn bài cũ á, ok? Mình cũng sẽ ôn bài cũ. Little, a little. Cái này nói hoài mà. Cái này nói hoài mà. What the difference when we use little and a little? When do we say little or a little? Có anh chị nào biết không? Raise your hand. We will ask you come up to the mic and tell us what the difference. Little and a little. Little có nghĩa là không có gì hết. Còn a little là có mà có ít. Okay. Ít nhất cũng có. Còn little chỉ là một cái cách mà mình nói cho đỡ đỡ mắc cỡ thôi đó. Thí dụ mình nói I have little friends. I have little friends có nghĩa là thay vì mình nói mình không có bạn ấy, mình thay vì mình nói là I have no friends thì mắc cỡ thì thôi á, mình nói I have little friends có nghĩa là mình phải hiểu cái người đó có thể là không có bạn bè gì hết trơn. Còn mình còn nói I have a little
Okay, the verb. Cái bài động từ này nó rất là dài các anh chị. Hôm nay Tiểu My sẽ cho các anh chị cái the outline. The outline là gì các anh chị? Để mình keep track được. The outline là gì? Yeah, cái dàn bài đó, Stephanie nói đúng. Cái dàn bài đó. Tại cái bài động từ này nó rất là dài, mình học cầu mấy tháng luôn á. Ok, trước nhất mình sẽ học definition. Kế đó mình sẽ học definition là định nghĩa. Động từ là gì? Là khái như vậy. Thứ hai mình sẽ học classes of verbs. Okay. Mỗi người đều muốn học bài mới. Nhưng mà đừng có lo Britney. I mean Britney. Britney Essential hả? Khi mà mình học bài mới, mình thỉnh thoảng mình cũng ôn lại bài cũ, ok? Ví dụ mình học động từ chứ gì thì thỉnh thoảng mình sẽ ôn lại mẫu từ, danh từ and đại danh từ luôn. Ok, nên đừng có lo, là cái như vậy. Thứ hai đó, mục thứ hai mình học cho cái bài động từ là phân loại động từ hay là các loại động từ. Thì trong cái classes of verb mình sẽ có ba loại động từ phải không? Mình cần phải học phải không các anh chị? Có tất cả mấy loại động từ nè? Thỉnh thoảng nó ôm lại. Có tất cả mấy loại? I just tell you. Có mấy loại động từ các anh chị? Answer me please. Trời đã mất tiêu rồi vậy mà đòi học bài. Mới nói mà. Ba loại okay, ba. There are three kinds of verb. The first one is action. Okay. Trong cái action đó mình sẽ có hai loại action. Thứ nhất là transitive. Thứ hai là intransitive. Đây chỉ mới có dạng là cái dạng bài thôi nha các anh chị, chứ không phải là mình mình học nha, chưa học đâu. Mình mới có cái dạng bài thôi. Thứ hai là intransitive. Nghĩa là hai cái loại động từ này nó nằm trong, nó thuộc về action verb. Loại động từ thứ ba, thứ hai là let me close this one first. Loại động từ thứ hai gọi là linking. Và cuối cùng là helping, hay là mình gọi là auxiliary verb. Ok, tất cả các động từ nó đều thuộc một trong ba loại này. Action verbs là gì? Là những cái động từ mà mình thấy được, mình sờ được, mình nghe được, mình nếm được, khá như vậy. Con mắt mình thấy được, thấy nó di chuyển. Linking là nếu mà không phải action thì nó sẽ là linking. Là những cái loại động từ nó trừu tượng. Mình không có thấy được, mình không có nghe được, đại khái gì, không nếm được, không sờ nó được. Thí dụ như động từ to think, nghĩ, suy nghĩ, đâu có thấy cái sự suy nghĩ đâu. Thì đó là linking. Hay là động từ to be, I am a student. Chữ em ở đây mình đâu có thấy chữ em đâu. Right? Chỉ nói là tôi là học học sinh, mình đâu có thấy chữ là đây nè đâu. Thành ra nó sẽ là linking.
Khế không phải là action thì là linking. Và một loại động từ cuối cùng là helping hay là auxiliary verb. Có nghĩa là help, help là gì? Là trợ giúp, là giúp đỡ thôi. Thành ra mình gọi nó là trợ động từ, trợ đây là trợ giúp. Thành ra cái loại động từ này nó cần phải có một cái động từ khác để nó giúp cho cái động từ đó thêm rõ nghĩa hơn. Thành ra mình gọi nó là helping. Thí dụ như động từ to can. I can gì? Tôi có thể gì? Đúng không? Thành ra mình phải nói thêm một cái động từ khác. Oh, I can go. Tôi có thể đi được. Thành ra động từ to can đây là helping. Rồi, các anh chị hiểu rõ ba loại động từ rồi phải không? Right. Ok, đó là cái phần thứ hai mình học. Last classes of verb nghĩa là các loại động từ. Rồi cái phần thứ ba kế đó mình sẽ học trong bài động từ là verbal. Verbal, verb ở đây nghĩa là những cái nó rút ra từ những cái động từ chánh nhưng mà nó đứng trong câu, nó không phải là động từ. Thế Tiếng Mi không biết dịch cái này tiếng Việt làm sao. Tiếng Mi tạm dịch là động từ giả đó. Động từ giả. Mình nhìn mình tưởng nó là động từ nhưng mà its function is not a verb. Okay, nó không phải là động từ nếu nó đứng trong câu. Thì loại động từ này, miếng chào Black Swan mới vào, anh các anh chị mới vào. And loại động từ này, loại động từ giả này cũng có ba loại. Loại thứ nhất là gerund. Gerund thường thường mình dịch nó là danh động từ, phải không? Danh động từ. Có nghĩa là nó đứng trong câu, nó là danh từ chứ không phải là động từ. Và loại động từ này nó có ing ở phía sau. Thí dụ như mình nói là play, playing. So playing đây không phải là động từ nếu mà nó đứng trong câu. Thì mình sẽ nói thêm chi tiết khi mà mình học tới nha, này chỉ nói phớt qua cái định nghĩa nó thôi. Loại động từ thứ hai là nè, để mình đổi lại đi. Loại động từ thứ hai là participle đi. Tại vì mình học như vậy nó dễ hơn. Me correct my loại động từ thứ hai mình học, loại động từ giả thứ hai mình gọi nó là participle. Thì participle thường thường á, các anh chị biết mình có present participle hay là past participle. Thành ra trong loại động từ thứ hai này mình cũng học hai phần đó, present participle and past participle. Let me correct my text first. Cut right here and copy up here. Cut right here and copy down here. Okay. What is this? That's your chart. Sorry, các anh chị đợi tí mi tí xíu, tí mi đổi cái font ra. And 14. Yes. Ok, loại động từ thứ ba, loại động từ giả thứ ba mình sẽ học là the infinitive. Thì khi mà mình nói infinitive có nghĩa là cái dạng động từ mà nó có chữ to ở phía trước. Ok. To go. Nhưng mà đứng ở trong câu nó không phải là động từ. Ok, nó là cái gì mình sẽ học tới. Sau đây là ba loại động từ giả: gerund, participle, present Nó cũng participle. Nó giống cũng như là là gerund vậy gerund đó. vậy đó. Nghĩa là Động từ động nó từ cũng nó có cũng có ing ở ing ở trong trong đó, đó, nhưng nhưng không nó phải không là phải là gerund. gerund.
mà nó là present participle. And past participle là động cái từ động mà nó từ nằm mà ở nó nằm trong ở cái trong cột cái thứ cột ba thứ của ba động của từ động bất từ quy bất tắc quy tắc hay là hay động là từ động có từ có ed. ed. Thí dụ như Ví dụ động như từ động to từ to play, play, lay, lay, đó là past past participle participle có có ed. ed. Hay là Hay động là từ động to từ to go, go, thành là thành là gone, đó gone, là đó là past past participle. participle. Cái Cái gì gì vậy? Rồi, Rồi, đó đó là là phần phần thứ thứ ba ba mình mình phải phải học học bài trong động bài từ động là từ là verb. verb. Bây giờ Bây qua giờ phần qua thứ phần thứ tư tư á, kế đó kế mình đó phải mình học phải là học là form. form. Form Form là là thành lập thành lập những yếu những tố yếu thành tố lập thành của lập động của từ động đó. từ đó Thì thì mình trong cái trong phần cái phần form này form mình này mình có có thứ nhất thứ là nhất là number of number verb. of verb Có nghĩa có là nghĩa động là từ động nó từ cũng nó có cũng có ngôi ngôi thứ thứ nữa. nữa Động từ động ngôi từ thứ ngôi nhất thứ nhất của cái ngôi nhất thứ nhất ví ví dụ như dụ như là là ví dụ như là go go. Từ ngôi từ thứ nhất ngôi là thứ nhất là go. go Ngôi thứ ngôi hai thứ là hai là cũng go cũng luôn, go luôn I I go, go you you go. go And ngôi thứ và ngôi ba thứ phải ba là phải là es, es she goes goes. Cái hé như cái vậy, như vậy động từ nó động cũng từ có nó cũng ngôi có thứ ngôi giống như thứ danh giống như từ danh vậy đó. từ vậy đó Right, right ok, thứ ok thứ hai là hai mình là sẽ mình học, sẽ học đó là đó ngôi là ngôi no, đó đó là đó là số số của động từ I'm I'm sorry, sorry, number of number verb of là verb là số ít số số ít nhiều số của động nhiều của từ. động từ Động từ có động số từ ít có số số ít nhiều. số nhiều Rồi, cái rồi phần cái thứ phần thứ hai hai của của yếu tố thành yếu lập tố động thành lập từ động là từ là thứ yếu tố hai thứ là hai là person. person Person đây mình person có đây dịch mình là có người dịch là ta mà người mình ta dịch mà là mình dịch ngôi là thứ ngôi thứ first person first verb hay là person hay là second đại second khái đại khái vậy. như vậy Và cái và phần cái thứ phần thứ ba ba về yếu về yếu tố của tố động của từ động từ là là tense. tense Consistent. consistency Cách thì cách của thì động của từ. động từ học gì thì đó Thì trong thì cái trong cái bài bài cách thì cách của thì động của từ động này từ mình này sẽ mình sẽ học học tất tất cả là cả là 12 12 thì. thì Bốn bốn thì thì present present tense, tense bốn thì bốn past thì past tense tense and and bốn 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 thì thì future future tense, tense right? right Cho thí cho dụ thí trước dụ đi. trước đi Cho cho thí thí dụ dụ một thì trước đi ok, ok simple simple present present bốn bốn thì 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 thứ thì nhất thứ là nhất là simple, simple nói về nói về present present tense tense thì thứ thì hai thứ gọi hai gọi là là present progressive progressive hay là hay là continuous. continuous Okay, hai hay cái hai này cái cũng này nghĩa là cũng nghĩa một. là một Present present progressive progressive tense hay là tense hay là present present continuous continuous tense. tense Thứ ba thứ của ba thì của thì present đó là present đó là present present perfect perfect tense. tense Right, right. And thứ thứ tư của tư của thì thì present là present là present perfect present progressive perfect hay là progressive mình hay gọi là là mình gọi là present present perfect perfect continuous continuous tense. tense Okay, đây là Okay, bốn đây là thì của bốn thì present thì past thì nó cũng past có nó cũng bốn có thì bốn tựa thì tựa như tựa tựa vậy. như vậy Simple past simple past tense, tense past past progressive progressive tense, tense past past perfect perfect tense tense and and past past perfect progressive progressive past past perfect perfect continuous continuous tense. tense Nó cũng nó giống cũng như giống như present present and and future cũng future vậy cũng vậy luôn. luôn Mình có mình có future future and mình and mình simple simple future future tense tense, future future progressive progressive tense tense and and Future future perfect perfect tense and tense and future future perfect perfect progressive progressive hay là hay là future future perfect perfect continuous continuous tense. tense So mình có so mình mỗi có thì mỗi đó thì là đó là bốn phải bốn không? phải không Bốn thì bốn thì present, present bốn thì past past and and bốn thì bốn thì future future có tất cả có là tất cả là 12 mười thì hai thì mình học sẽ trong cái học bài trong cái bài tenses. tenses Phần phần kế kế của của bài bài động động từ từ là là voice. voice 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 of of the the verb verb. Voice voice có có nghĩa là nghĩa là gì? gì Mình mình sẽ sẽ khi khi mình nói mình ra nói mình nói ở ở cái cái thì thì mà mà chủ chủ động động hay là cái cái thì mà thì mà thủ thủ động. động Đấy. đấy Thành ra thành mình ra sẽ mình sẽ có có hai hai cái cái thì của cái của cái voice voice là là
active active voice, voice and passive voice. Voice. Active and passive. Passive. Okay, cuối cùng mình cùng sẽ mình học sẽ là học là mood mood of verb verb mood mood of verb of verb nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Là cái thái độ độ khi khi mà mình nói, mình mở miệng ra mình nói một một câu thì nó ở trong cái thể thể mà cái phần này mình có học cũng học ba ở trong cái thể mà indicator mood có nghĩa là gì? Nghĩa là mình nghĩa nói là một mình cách nói bình một cách thường bình thường thôi. I go to, I go school. To school nói một cách nói bình một cách thường, bình thôi. Thường thôi, không có gì không đặc có gì biệt đặc hết. Biệt hết. Này gọi là indicate move. Move. I mean mood. Cái thể cái thứ thể hai thứ là hai ra là lệnh. Cái imperative. Cái cách thứ cách hai thứ là hai là ra lệnh. Khi dụ mình nói you have to you go to go school. To school. Hay là can you go, can to, you go school? To school? Cái gì cái vậy? Gì vậy? Là imperative. Là ra lệnh nhấn mạnh. Nhấn mạnh. Cái thứ ba, cái thứ ba là, mình gọi nó là subjunctive mood. And cái and cách này đó bây giờ người ta khi dùng. Mà người ta thấy bằng cái khác. Cái đó là mình gọi nó là conditional. Cái mood conditional. Nghĩa là mình nói cái cách này mình nói như là không phải là nói bình thường hay là ra lệnh mà mình nói như là một cái điều mà mình mong ước, một cái điều giả tưởng không có thật, một cái điều mà mình mong ước nó xảy ra. Để khái như vậy, nó có thể xảy ra hoặc không có thể xảy ra hoặc không bao giờ xảy ra hết trơn. Thế dạ đó là câu điều kiện á. Thì chúng mình sẽ thấy cái subjunctive này cũng sẽ chia sẻ cho các anh chị cái phần này, nhưng mà chỉ mình học cho biết thôi, chứ bây giờ nó không có ứng dụng mà người ta thay thế bằng cái câu điều kiện. Câu điều kiện dành sắc thái cũng được, ai không biết gì tiếng Việt nhưng mà chúng mình hiểu nó vậy đó. Nghĩa là mood of a verb, nghĩa là có ba cách nói: một cách nói bình thường, một cách nói ra lệnh, hay là một cách nói mơ hồ, mơ ước đồ này kia, hay là mình đoán cái sự việc nó như vậy đó. Nó có thể nó có thiệt mà cũng có thể cũng không có thiệt, mà cũng có thể không bao giờ nó xảy ra, đại khái như vậy. Mình chỉ mong ước cái điều đó thôi. Ok, đó là cái dàn bài của động từ the verb. Mình sẽ học tất cả 1 2 3 4 bốn phần này của động từ nha. Thứ nhất là định nghĩa, thứ hai là các loại, thứ ba là động từ giả, thứ tư là những cái yếu tố để thành lập cái động từ của động từ. Thế nó chỉ mới là bài động từ thôi, mình phải học tất cả là 8 cái từ phải không? 8 cái từ phải không? Thứ nhất là danh từ, thứ hai là đại danh từ, mình học hai cái đó rồi phải không? Giờ mình qua động từ. Cái chương trình cái chương ngữ trình pháp ngữ ở pháp trong cái room này với tiệm mi á, thì trước nhất mình phải học 8 từ tất cả. Nói 8 từ chứ thực ra nó là 9 từ article luôn nữa, nhưng mà article nó không có nằm ở trong cái part of speech. Có nghĩa là trước nhất mình phải học part of speech, có nghĩa là những từ trong một cái câu. Trong câu á, thường thường nó có một trong 8 từ này: danh từ, đại danh từ, động từ, tuyến từ, giới từ, liên từ, gì nữa, tháng từ, cái gì vậy. Nghĩa là mình phải học 8 từ này xong rồi đó,
Mình sẽ học tới phrase. Phrase là từ. Rồi sau cái phrase đó mình sẽ học tới clause là mệnh đề. Right? Rồi sau cái clause đó mình sẽ học tới sentence là câu. Rồi sau cái bài về sentence đó mình sẽ học punctuation. Nghĩa là cái cách mà để dấu vô trong một cái câu. Ví dụ như period, comma, đại khái như vậy. Okay. Đó là cái chương trình của cái room này với tụi mình giờ này. Các anh chị hiểu rồi phải không? Nghĩa là mình phải học theo thứ tự chứ không phải là muốn học gì học. Okay. Ngữ pháp với tụi mình là các anh chị phải học theo thứ tự. Tiffany. Rồi các anh chị hiểu cách học rồi phải không? Cái chương trình của cái room này như vậy phải không? Nghĩa là mình mới sofa mình mới học có 3 từ thôi. Mình còn 5 từ nữa, ok. My kitchen in this room is every Monday and Tuesday at 8 p.m. Vietnam time, right? Thứ hai, thứ ba. 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tiếng mình không biết ngày thứ tư có giờ của thầy cô nào không, tụi mình không biết, để tụi mình check over to with cô Hà Cát. Maybe tụi mình sẽ giúp các anh chị thêm ngày thứ tư, cũng ngày thứ tư nữa đó, nhưng mà để coi cái thời khóa biểu cái room này làm sao để tụi mình check qua cô Hà Cát thử coi. Thế okay. Tại có người muốn muốn tụi mình giúp thêm ngày thứ tư nữa đó, nhưng mà tụi mình không biết mình có bị giờ khác với thầy cô khác không. Để mình check lại. Rồi bắt đầu nha. Bây giờ các anh chị hiểu cái dàn bài rồi chứ gì. Giờ mình bắt đầu học nha. Động từ. Dạy buổi tối hả? Yeah, tụi mình chỉ có giờ rảnh buổi tối. Buổi tối của các anh chị là buổi sáng của tụi mình á. Tại tụi mình bắt đầu trưa là tụi mình đi dạy tới tối luôn, đâu có giờ rảnh đâu dạy ban ngày cho các anh chị. Hiện bây giờ của tụi mình là ban ngày. Thường thường buổi sáng là tụi mình không có đi làm buổi sáng, tụi mình đi làm từ trưa cho tối luôn. Thành ra ban ngày mới rảnh mà vô đây trả nợ. Trả nợ. Dạ tụi mình chỉ rảnh buổi tối với các anh chị thôi. Giàu đâu mà giàu, nghèo chứ mồ. Yeah, bận dữ lắm á, bận dữ lắm á. Ban ngày bận ở đây nè. Thứ hai ba ha, bận ở đây ha. Thứ tư được rảnh buổi sáng, mà mai mốt thứ tư các anh chị muốn chữ mi giúp. Thứ năm thì đi học, đi học Kinh Thánh với bà mục sư buổi sáng đúng không? Thứ sáu được rảnh buổi sáng, thứ bảy chủ nhật là không rảnh buổi sáng. Còn từ trưa cho tới sau lên, sau giờ lên là từ trưa cho tới tối là tụi mi bận 9-10 giờ mới về tới nhà. Cái gì? Dạy môn gì hả? Dạy ESL nè, dạy nhạc nè, dạy thi quốc tịch nè, dạy khái như vậy. Không có dạy grammar. Thế dạ, ESL buổi tối, buổi tối trong nhà thờ, thi quốc tịch cũng buổi tối luôn, and cái gì dạy nhạc thì dạy buổi trưa, thấy như vậy. Oh, yeah, ESL thì free. Dạy trong nhà thờ thì free, dạy thi quốc tịch thì có tiền. Dạy thi quốc tịch cực lắm á các anh chị, cực thiệt là cực luôn á. Dạy thi quốc tịch là cực nhất á. Tội nghiệp các anh chị biết không, có nhiều người Việt Nam họ mới qua đó, họ mới qua đó, họ không có đi học, họ không có giờ, họ không có giờ đi học tiếng Anh biết không, họ không có giờ đi học tiếng Anh. Và hầu hết là họ làm nail,
tại vì cái nghề làm cái tiền và lẻ nhất á, mới qua nhiều khi họ chỉ cần họ biết nail rồi đó, họ biết làm nail, ai cũng biết làm nail mà phải không, ai muốn tay muốn chân chị My cũng tự làm thôi chứ không có đi ra tiệm, phải khá như vậy. Rồi họ chỉ học một khóa làm nail là nhảy vô làm nail, thành ra dễ, cái nghề đó dễ kiếm tiền là và lẻ nhất, và dễ 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 kiếm việc nữa, phải khá như vậy. Thành ra mấy người mà họ mới qua họ không đi học, rồi họ ở bên này 3 4 năm họ không đi học gì hết, họ không biết tiếng Mỹ, họ không biết tiếng Anh. Rồi thành ra đến chừng mà tới họ ở đây 4 5 năm hay là 2 3 năm theo dưỡng vợ chồng á, thì họ thi quốc tịch biết không, 2 3 năm theo dưỡng vợ chồng là được thi quốc tịch, 4 5 năm theo dưỡng bình thường thì cũng được thi quốc tịch. Mà đến chừng họ thi quốc tịch họ không biết tiếng Anh, thành ra họ phải cần học. Mà khi mà các anh chị biết không biết tiếng Anh gì hết trơn á, mà họ phải mình phải giỏi đó, nó rất là khổ, rất là cực. Tại vì phải chỉ cho họ đọc từng chữ, mà các anh chị biết lịch sử của nước Mỹ, nó có nhiều chữ nó rất là khó đọc, mà những chữ dễ họ đọc còn không được, huống hồ gì những cái chữ khó. Thành ra oh my god, I have hard time. Thi quốc tịch Mỹ đó vô citizenship á, các anh chị muốn vô vô quốc tịch Mỹ, các anh chị cũng cũng muốn cũng được, không muốn vô cũng được, không sao hết, nó không có bắt buộc mình phải vô quốc tịch biết không. Có nhiều người ở 5 10 năm họ cũng thèm vô nữa, nhưng mà nếu các anh chị không vô các anh chị bị mất quyền lợi, đã khá như vậy, nó không bắt buộc khá vậy á. Đó thì cái nghề của Tiểu My là giải thi quốc tịch đó. Nghề chính là dạy đàn, dạy nhạc. Nghề phụ là giải thi quốc tịch. Còn nghề free đó là giải ESL. Ok. Đó là ba cái chớp của Tiểu My á. Ba cái chớp của Tiểu My á. Từ trưa tới tối là làm ba cái việc đó đó. Ok nào, bắt đầu nha, let's start. Let me open my text first. Yeah, còn thêm một cái chớp là dạy grammar này nữa nè. Bốn cái chớp luôn. Đâu có đâu, dạy free mà đâu có giàu đâu. Okay, where the verb? Right here. Ok, bắt đầu nha các anh chị. The verb. Most important word. Let me close this one first. Trong một câu, cái từ nào quan trọng nhất các anh chị? Cái từ nào, danh từ, động từ, đại danh từ, tính từ, túc từ, ở giới từ, từ nào vào? The verb là quan trọng nhất, động từ. The most important word in the English language is the verb. Without it, we cannot construct a complete sentence. Có nghĩa là động từ là cái từ quan trọng nhất trong một câu tiếng Anh, trong cái ngôn ngữ tiếng Anh. Không có nó, mình không có thể thành lập một cái câu nó đủ nghĩa, nó hoàn toàn. Ví dụ như nó I to school. I misspell, đánh có một tay là nó vậy đó. Nhưng chị thấy I to school là nghĩa là gì? Right? Thành ra không có nó, không có hiểu được.
cái câu nó không có hoàn toàn, nó không có được hoàn toàn. So it's a matter of fact. If you want to write one word complete sentence, that one word must be a verb. Thành ra theo như cái định nghĩa, nếu mà mình muốn viết một chữ thôi, một từ thôi để làm thành một cái câu thì cái từ đó sẽ là động từ. Thí dụ mình nói go. Các anh chị hiểu go. Đây là imperative mood. Cái thì ra lệnh, phải không? Nói cái có cái tính cách ra lệnh go. Đang ngồi chơi ngon lành với mẹ mình lại nói go. Có đi lẻ không quýnh cái chết bây giờ, đại khái như vậy. Thành ra động chỉ có một chữ thôi cũng đủ nghĩa rồi, go. Phải không? Khái như vậy. Không chịu đi hả? Quýnh chết bây giờ. So go, who goes? Khi mà nói go, ai go vậy? Hả? Khi mà mình nói go, các anh chị nghĩ nói ai vậy? Hả? Nói ai vậy? Nói ai vậy? Hả? Nói cái dù chứ nói ai mà con cái gì đấy hỏi nữa. So who goes? Oh, the subject in this one word sentence is implied you. Thay vì nói chị định đó, các anh chị đừng có để chữ you go nha, mà các anh chị mà để chữ you vô đó thì nó so rude. Mình nóng giận dữ tợn mình mới nhấn mạnh chữ you. Anh chị ra lệnh mình chỉ có như vậy là hiểu nói mình thế thái gì vậy. So the verb is the so of the sentence. Verbs have such power that one verb can complete thought is in stop. Giống như chữ stop luôn. Giờ mình cứ tôi làm homework. Bác sẽ nói là stop playing that and do your homework. Khái như vậy. Ngừng đi, không làm nữa, ngừng. Ngừng lại, khái như vậy. So verbs are the words or groups of words. Những hoặc là những cái diễn tả những cái hành động hay là những cái nghĩa là nói về cái tình trạng hay là một cái điều kiện gì đó, hay là một cái trạng thái gì đó, hay là một điều gì đó. Thí dụ như động từ to sing, to talk, to eat, to sleep, or coming, or coming have then that groups of words. Mình còn gọi nó là phrase verb. Và đó là định nghĩa của phần kế là tập vợ.
theo như cái outline phải không? Là phải các lỗi cả ba lần phải không? Voice is action verb, auxiliary hay là help. Nghĩa là mình có ba loại. Thứ nhất là action, thứ hai là linking, and thứ ba là to to nghĩa là gì ạ? To to nghĩa là gì ạ? Hả? Tiếng em không hiểu. Number two to 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 nghĩa là gì? What number two stand for? I know number one is clearly. Không nghe hả? Oh. Okay, now I know. Oh, là không nghe thấy gì hả? Sao tiếng em dở cái vấn đề này quá vậy? Ok, có người nghe, có người không. Check cái ngón tay của các anh chị. Sing song. Đó chỉ cái action. Khi mà mình action chỉ thấy cái động từ move. Sing. Mình có đi mình nó nhúc. Nó move. Động từ thứ hai mình gọi là linking. Harry is impatient. Nó là link word. Khi nó động từ to be là is này đó, nó thì không có link, là nó cũng link từ danh từ Harry. Harry nó link qua cái động từ. Cái đó cũng có thể có cách nghĩa cái như vậy. Nhưng mà linking verb có nghĩa là nó không phải là action. Với tiểu mi thì tiểu mi cách nghĩa rõ cho các anh chị như vậy. And thứ ba, Harry can go to the movie. So can ở đây sẽ là helping. Helping nó phải accompany với một cái động từ khác mới rõ nghĩa, là động từ to go. Right? Can go. So can ở đây sẽ là helping. Okay, đó là ba thí dụ của ba loại động từ. Giờ mình đi vô sâu chi tiết nha. What's wrong with this one? I think I missed the S to find. Let's see. Spelling. Intrinsic stuff. Oh, I see. Chance. No. Rồi, bây giờ mình qua cái okay, we learn this more detail. Thứ nhất, action verb. Trong cái action mình cũng có hai loại động từ là transitive and intransitive. Transitive đó và intransitive đó các anh chị dịch là nội với ngoại, nhưng mà tiểu mi không thích cái chữ nội với ngoại làm cho mình confused. Tại sao mình không dịch là động từ chuyển đổi và động từ không chuyển đổi? Tại cái in là không, phải không? Thường thường cái in, cái this
hay là cái ơn, những cái chữ mà đứng đầu đó có nghĩa là không. Thành ra cái này đó, transitive là động từ chuyển đổi, nghĩa là động từ này bắt buộc nó phải chuyển đổi qua cái gì khác nó mới đủ nghĩa. Còn intransitive là nó không có cần chuyển đổi qua cái khác nó cũng đủ nghĩa. Anh chị đồng ý không nào? Thấy không? Dễ dễ nhớ hơn. Transformer. Chị biết những cái đồ chơi mà họ gọi là Transformer không? Nghĩa là những cái đồ chơi, thí dụ nó là một cái người robot. Đấy. Mình dặn tay, dặn chân, dặn gì của nó, dặn đầu, dặn cổ nó trở thành chiếc xe. Đấy không? Thành ra nó gọi là Transformer. So trans ở đây có nghĩa là chuyển đổi cái gì mà nó di chuyển. Okay. Transportation. Transportation là gì? Cái gì có chữ trans ở phía trước là nó di chuyển, nó move. Right? Transportation là gì? Transportation là dịch là gì ta? Là gì các anh chị? Dịch làm sao? Là dẫn chuyển và dẫn chuyển, di chuyển là khác như vậy, sự chuyển dẫn. Thành ra ở đây transitive mình cũng dịch là động từ chuyển đổi, và intransitive nghĩa là động từ không chuyển đổi. Chứ còn nội ngoại thì tụi mình không biết tại sao dịch là nội động từ, ngoại động từ, tụi mình không biết. Nó không có make sense to me. Okay. But it's up to you. Tụi mình không có dám sửa sửa chữ bên Việt Nam nha, tụi mình không dám, nhưng mà với tụi mình thì tụi mình nghĩ như vậy đó. Các anh chị muốn theo hay không thì tùy các anh chị. Ok. Với tỉ mi dùng như vậy cho dễ đọc, dễ nhớ, không dễ nhớ. Action verbs are used to show when somebody does something. Some action verbs are transitive, others are intransitive. Cho thí dụ. Okay, rain splash the windshield. Cái động từ to splash này đó nó sẽ là transitive. Nếu mà nó không chuyển qua cái gì ở phía sau đó thì không có đủ nghĩa. Câu này nghĩa là gì các anh chị? Cái mưa đó, trời mưa nó flash là nó đánh vào cái những cái hạt nước mưa đó, nó đánh vào cái windshield là cái và cái kính chắn gió đó. Cái flash là đập vào, đánh vào. Okay. Hay là nó rơi vào vào đâu? Thấy không? Nếu mình không có cái the windshield, nghĩa là nó không có chuyển qua một cái gì khác, thì cái câu đó, nó cái động từ đó nó chưa có. Thành ra đây mình gọi mới gọi nó là transitive. Thành ra nó là động từ chuyển chuyển đổi qua cái khác. Rồi. Anh chị coi câu này. Stop. Ngừng. Nó không cần, mình không cần nói tiếp, mình chỉ cần nói stop cũng đủ nghĩa rồi phải không? Ví dụ nói Quỳnh Tuấn stop, hiểu liền phải không? Ngừng cái gì đó làm, dĩ nhiên là người đó đang làm cái gì mình mới nói chữ stop phải không, chứ còn không không làm gì mình nói làm chi, phải không? Thành ra cái động từ này không cần chuyển cũng đủ nghĩa rồi. Anh chị đồng ý không? Và cả hai chữ chữ splash and chữ stop đều là action verb. Anh chị nhớ điều này nha. Nó nằm trong cái phần action. Ok, vậy là rõ ràng phải không? This makes sense to you, right? Ok, next one. Bây giờ mình đi vô sâu vô chi tiết. Ok, từng cái loại động từ chuyển đổi và động từ không chuyển đổi. Transitive verbs take a direct object,
That's it, the verb transmit action to an object. Là tiếng Việt mới cắt nghĩa là cái đội động từ này nó cần phải có một cái túc từ trực tiếp. Anh chị gọi là tân ngữ trực tiếp gì đó. Túc từ trực tiếp có nghĩa là nó cái the windshield là túc động. À, nó chuyển cái hành động tới cái túc từ đó. Thí dụ như cái câu rain splashed the windshield. Okay, hay là cho một cái cái này quan trọng, để cái mình post cái này ra trước nè. Yeah, các anh chị dịch tiếng Việt. In other words, transitive verbs has direct and indirect object, follows by a noun or pronoun, tell us who, whom, what, that receives the action to complete the meaning. Nghĩa là cái loại động từ này nó sẽ cần cái túc từ trực tiếp hay là gián tiếp, và nó thường thường cái túc từ trực tiếp hay gián tiếp đó nó trả lời cho cái câu hỏi who, whom or what. Okay. Và cái túc từ trực tiếp đó nó nhận trực tiếp cái hành động, nghĩa là nó sẽ đứng sau cái động từ để nhận trực tiếp hay là gián tiếp cái hành động đó. Thí dụ như câu này. Here is see Adam. Là các anh chị thấy cái động từ see ở đây nó là action hay là linking? Theo các anh chị nghĩ. Yeah, nó vừa là action mà nó sẽ là thường thường nó sẽ là action. See what? See whom? Nó trả lời cho cái câu hỏi whom. Trường hợp see ở đây có nghĩa là cậu ấy tới gặp cô, đang lái xe tới gặp cô ta. Để đây có nghĩa là to meet her đó. Go and see her đó. Nó có trong đó chứ mà không thể ta thấy cô ta được. Ta tình to her. Hiểu rồi phải không? Chỉ là quà cô ta, hoặc là lái xe tới nhà cô ta. Thấy như vậy. Để một cái thí dụ khác. He see her. Hai cái này theo từng câu chuyện, từng cái câu chuyện. He see her có nghĩa là cậu ta đứng một chỗ, tự nhiên cô ta xuất hiện. Thành ra mình nói oh, now he see her. Nghĩa là cậu ta không làm gì, đứng một chỗ tự nhiên cô ta chạy tới hay cô ta xuất hiện, thì đây mình nói he see her. Còn cái này her này, this one, the same thing. He see her. Hai còn cái action, cái the first one là linking. He see her hay là he seeing her. Đồ ấm bệnh nhân
Thì ông mình cũng có thể nói he's seeing her, nghĩa là là ông ông ta ta đang đang thám thám cô cô ta, ta. hay là cậu ta đang lái xe chạy lượt gặp cô ta, hay là đi kiếm cô ta để gặp cô ta, thì mình nói là he see her cũng được. Anh chị hiểu rồi gì? Thì nó có một vài cái động từ, nó vừa là action, nó vừa là linking. Thế ra trường hợp này và tùy theo ngữ cảnh hả? Dạ, cái gì? Cái động từ to help cũng vậy. I help. Many. I have lunch. I have money là linking. Còn I have lunch là action. I have lunch có nghĩa là mình đang ăn trưa. Khi mình nói mình đang ăn thì cái miệng mình nó nhúc nhích phải không? Nó move. Nên động từ nào mà nó move, nó nhúc nhích thì đó là action. Còn I have many, cái động từ help ở đây nó đâu có move đâu. Đấy, thành ra cái I have many là linking. Phải như vậy. Ok, tiếp tục nha. À, coi cái gì nữa quên rồi. Động từ to think. To think không bao giờ nó có action hết trơn. Okay. Từ to think không có action. To feel thì có action. Để từ từ mình sẽ học tới. Ok, giờ tụi mình chỉ cho thí dụ để phân biệt khi nào nó là linking, khi nào nó là action. Rồi, một cái thí dụ khác về về action. For the action. À, đã mất tiêu rồi. Nói lại hả? Tiffany thấy cái I have money and have, I have lunch không? Thấy hai cái câu đó không? Hả? Cái I have money. Ok, let me pause this. And I have lunch. Cái động từ to help này đó, for the first one I have money, S-E-D, linking. Ủa sao không post được ta? And I have lunch. Động từ to help ở đây nó sẽ là action. Tại vì hai câu mình dịch khác. Tôi có tiền and tôi ăn trưa. I have ở đây mình phải dịch là tôi ăn trưa. So cái động từ to help in the second one is the action. Và khi mà action thì mình cũng có thể mình dùng cái thì mà gọi là progressive hay là continuous. Giống như hai câu ở trên. Giống như cái câu này. Đây là action verb, động từ to see ở đây. He see her hay là he is seeing her có nghĩa là ông ta đang tìm gặp cô ta, hay là ông ta đang chạy tới để gặp cô ta. Ông ta he have to do something to see her. Okay. Thành ra khi mà mình nó do something có nghĩa là nó action rồi. Phải không? Tiffany hiểu rồi phải không? Còn cái này he see her này nghĩa là tùy theo ngữ cảnh như là heo trắng nói vậy đó. Còn cái he see her này có nghĩa là ông ta không có làm gì hết trơn, ông ta đứng một chỗ, tự nhiên cô ta xuất hiện trước mặt ông ta thì mình nói là he see her. Okay. Còn he see her hay là he seeing her có nghĩa là ông ta phải do something to see her, chạy tới gặp cô ta hay là đi kiếm để gặp cô ta, cái như vậy. Tiffany hiểu rồi phải không? Anh chị khác cũng hiểu phải không? Ok, rồi. Cái thí dụ này. You lifted the bag. Bag is the direct object of lifted. Bạn nhấc cái giỏ lên.
And lifted ở đây sẽ là action. Mình đang học về action and transitive. Thì các anh chị thấy nó là action đúng rồi. Tại vì nhắc lên thì mình thấy cái hành động nhắc lên. Right? Còn nếu mà mình stop ngay cái chỗ chữ lifted thì nó không có đủ nghĩa. Lift what? Oh, lifted the bag. Right? So nó phải transfer qua một cái gì khác nó mới đủ nghĩa. Oh, lifted the bag. Right? So đây là transitive verb và nó cũng là action luôn. Okay, mình đang học về action and transitive. Một động từ khác. Thì các anh chị thấy những cái phía sau đều là direct object. I punished you. Khi mà các anh chị thấy mình nói cái chữ punish, các anh chị có thấy cái hành động punish không? Hả? Có thấy cái hành động đó không? Yes or no? Yes. Punish có nghĩa là mình đánh nó, hay là mình nói nó phải đi quỳ gối, khái như vậy. Mình phải do something to punish them, right? Yeah, phải phạt nó. Nói phạt không lẽ mình đứng đứng một chỗ mình không kêu nó làm gì hết trơn, mình phải do something, phải không? Thành ra cái punish này đó là punish này nó là action rõ ràng. Và punish cái gì? Punish I? Oh, you. So nó phải chuyển qua một cái gì khác nó mới đủ nghĩa. So nó là, sẽ là transitive verb. Okay, đó là chứng minh cái action and transitive. Hay là trường hợp này. Hôm bữa có ai nó hỏi Tiểu My gì cái vấn đề mà detransitive đó, phải không? Hình như ai hỏi Tiểu My cái detransitive. Hay là câu này, I give you the book. So chữ give ở đây đó, động từ to give ở đây nó sẽ là transitive, phải không? Tại vì nó phải chuyển qua cái gì đó mới đủ nghĩa. I give whom? Give what? Phải không? Cho cái gì? Cho ai? Right? So cái động từ to give ở đây mình gọi nó là detransitive. Hôm bữa ai có hỏi Tiểu My detransitive nghĩa là gì đó? Này mình gọi nó là detransitive. Okay. Detransitive. Có nghĩa là động từ nó có phải có một chủ từ và hai túc từ. Okay. Có một a detransitive verb is a verb with take a subject and two object. Ở đây mình có hai túc từ phải không? Một là túc từ trực tiếp và một là túc từ gián tiếp. Túc từ trực tiếp, túc từ gián tiếp. Tiểu My đã chia sẻ với anh chị rồi, nhớ không? So which one is a direct object and which one is indirect object in the sentence I gave you the book? Cái nào là túc từ trực tiếp, cái nào là túc từ gián tiếp của cái câu I give you the book, các anh chị? The book. No. Túc từ các anh chị dịch là tân ngữ. Ok. Và yeah, túc từ các anh chị dịch là tân ngữ. Và yeah, you sẽ là you sẽ là ok, direct and indirect, cái nào quan trọng? Cái nào quan trọng? Hả? Answer me. Direct hay là indirect quan trọng? Yeah, direct quan trọng phải không? Thì quan trọng để phía trước hay là để phía sau? Theo trong câu tiếng Anh, quan trọng để phía trước hay là phía sau? Phía sau nha. Nhớ cái điều này nha. Cái gì quan trọng để phía sau? Rồi, trả lời đúng rồi đó. Bây giờ trong câu này, chữ you and chữ the book đều là túc từ, đều là tân ngữ.
Nhưng mà cái nào là tân ngữ, cái nào là tốt từ trực tiếp, cái nào là tốt từ gián tiếp? Which one is direct and which one is indirect? Trả lời trước đi. Which one is direct? Yeah, the book sẽ là direct, phải không? Phải không? You sẽ là indirect. So the book nó là direct tại vì nó quan trọng, nó để ở phía sau. So mình chỉ nhìn cái là mình biết the book nó sẽ là direct. Okay. You cũng là you cũng là object nha. Nên mình gọi nó là indirect object. Còn book thì mình gọi nó là direct object. Chỉ nhớ nha, cái gì quan trọng để phía sau. Là chữ you với chữ book đều là tân ngữ hết trơn, nói theo các anh chị. Nhưng mà chữ book mới là chánh, là direct. Còn cái chữ you là phụ, là indirect. Ok. Chị hiểu điều này rồi phải không? Đấy, say yes đi. So động từ to give ở đây nó còn có một cái tên khác gọi là detransitive. Hôm bữa có ai hỏi chủ mi đó. Detransitive. Thì nó còn có một cái tên khác. Tại vì cái động từ này nó cần có một chủ từ là I và hai túc từ là you and the book. Thành ra mình gọi nó là detransitive. Okay. Thật sự ra mình cũng không cần nhớ cái danh từ này chi, mình chỉ cần biết nó là transitive. Hay là cái câu này, John traded Jane an apple for an orange. So traded ở đây sẽ là transitive. Tại vì nó cần phải chuyển qua một cái gì khác nó mới đủ nghĩa. Traded what? Đổi cái gì? Đổi cái apple cho cô Jane để lấy một cái orange. Okay. So Jane sẽ là gián tiếp, an apple for an orange sẽ là trực tiếp. Ok, next one. Rồi các anh chị hiểu transitive rồi chứ gì? Nghĩa là cái động từ bắt buộc nó phải có cái gì ở phía sau nó mới đủ nghĩa. Ok, bây giờ mình qua cái intransitive. Intransitive verbs communicate action that is complete in itself. They do not need an object to receive the action. Có nghĩa là cái động từ mà intransitive là động từ không chuyển đổi, nó không cần gì phải 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 chuyển qua cái gì khác hết trơn, nó không cần một cái túc từ, tự nó cũng đủ nghĩa rồi. Okay, tại vì mình nói là intransitive mà không chuyển, mà tự nó cũng đủ nghĩa rồi. Thí dụ như là câu này, thí dụ câu này. My new college roommate smiles and laughs a lot. So các anh chị thấy cái động từ to smile and to laugh đâu có cần chuyển qua cái gì đâu, cũng đủ nghĩa rồi phải không? Đâu cần chữ a lot cũng đủ nghĩa phải không? Cái người bạn chung lớp trong đại học của tôi thì cười cười móng chân em cười lớn. Thấy không? Smile là cười móng chân, là cười mím chi á. Okay. Và cười lớn, phải không?
Thành ra chỉ cần nói cái người đó cười là đủ nghĩa rồi, đâu cần nói là là mình hiểu liền phải không? Hay là câu này shall rent when we get the chance. Mình không có cần when we get the chance, mình cũng được, nó cũng đủ nghĩa rồi. Chúng ta nên chạy đi, phải không? Chúng ta nên chạy đi. Right? When we get the chance. Cái này hay nè. Intransitive verb may be followed by a phrase, a tell us where, how, when, but never what, who or whom. Cái này là một cái điểm quan trọng. Các anh chị nhớ cái hồi nãy intransitive, nó trả lời những câu hỏi là who, whom and what, right? Trong khi đó intransitive nó sẽ trả lời những câu hỏi where, how or when. Đồng ý không nè? Cái we shall run, run when, đúng không? Or run how, khái như vậy. Run fast, khái như vậy phải không? Hay là laughs a lot, how, laugh how, laugh a lot, right? Trong khi đó cái transitive thì nó trả lời những câu hỏi như là what, who and whom, giống như cái câu này. Đây là transitive. I give whom, I give what, or I give you what, the book. So cái give ở đây nó sẽ là transitive, còn cái run ở đây nó sẽ là intransitive, để nó trả lời những câu hỏi where, how and when. Trong trường hợp này nó trả lời câu hỏi when, còn cái give ở đây nó trả lời câu hỏi whom and what. Đấy, đó là hai cái điểm đặc biệt của mình nhận ra liền. Cái nào là intransitive and cái nào là transitive. Một hồi mình sẽ làm bài tập, các anh chị sẽ biết rõ hơn. Okay. Okay. Now this one. Có một vài cái động từ nó vừa là transitive and nó vừa là intransitive. Some verbs can be either transitive or intransitive. Like this case. Okay, I give you this, this one and this one. Both are to teach, right? To teach. So which one is intransitive? Miss Smith teaches history and physics. She teaches well. Okay, let me capital in my text first. So động từ nào cũng là động từ to teach, phải không? Cái nào là intransitive and cái nào là transitive? Can she teach? She teaches well. Yes. Okay, let's see. Yeah, cái một là transitive. Tại vì nó trả lời câu hỏi là what, phải không? Dạy cái gì, phải không? Còn cái thứ hai, the second one, nó sẽ là intransitive. Nó không cần chuyển tại, nó trả lời câu hỏi là how. Okay. How. Và các anh chị nhớ nha, có hai cái yếu tố để mình phân biệt được. Thứ nhất là nó trả lời câu hỏi what, who or whom, hoặc là how, when and where. Right. Cái thứ hai là nó có chuyển được hay không. Okay. Hay là tự nó là đủ nghĩa rồi.
Đó là hai cái yếu tố để mình phân biệt được khi nào nó là intransitive and khi nào nó là transitive. And các anh chị nhớ intransitive or transitive, both are the action verbs. Thế cả hai đều là động từ, là action verb hết trơn. Nhớ điều này, mình đang học về action. Đến giờ thì các anh chị mới vào. Ok, một cái thí dụ khác nữa nha. Cho hai câu này nha. This one and this one. Which one is which? Cái nào là intransitive and cái nào là transitive? I ran the washing machine. I ran yesterday. I ran the washing machine có nghĩa là mình run hay là mình operate. Okay? Mình operate cái washing machine đó. So one is, ở đây không phải là the transitive, hồi nãy mới cắt nghĩa rồi. The transitive là gì Ngô Hiền? The transitive là có, là động từ, nó cần có một chủ từ và hai túc từ. Thế cái một nó không phải là the transitive. Ok, cái câu này nó mới là the transitive nè. Câu nào quên lại. Cái câu I give the book. Không có câu nào ở đây là the transitive hết trơn á. Cái câu này mới là the transitive nè. Các anh chị nhớ the ở đây có nghĩa là hai cái túc từ. Cái động từ nó cần hai cái túc từ, trực tiếp và gián tiếp. Okay. Còn cái động từ mà nó vừa là intransitive and nó vừa là transitive thì nó có một cái tên khác gọi là gì? Gọi là gì? Ambitransitive. Okay. Nó có tên khác gọi là ambitransitive, nghĩa là nó vừa là transitive và nó vừa là intransitive, giống như động từ to run như vậy đó. Let me check what wrong this one. Okay, để tôi đánh cái definition của MP. Ai hỏi tiểu mi vấn đề này á? Okay, and okay, let me pause this. Some verbs can be, yeah. Do I answer your question now, John? John. Ok, các chị thấy điều này phải không? Theo cái định nghĩa đó, some verbs can be either transitive or intransitive, are called ambitransitive. Okay?
So I rang the washing machine and I rang yesterday. Nó mình gọi nó là ambidextrous. Okay. Hay là cái câu này. Dạ, có rồi, cái câu I ran rồi đó. Ok, cái này nha. Cái bài động từ này nó rất là hứng thú. So interesting. Understanding the difference between transitive and intransitive verb, I mean verb forms, can eliminate errors in selecting the correct verb from such troublesome pairs as lay, lie, set, sit, and raise, rise. Các anh chị phải coi chừng những nhiều cái động từ mà mình confuse, không biết lúc nào nó là transitive and lúc nào nó là intransitive. Cho thí dụ nha, như những cái cặp này nè, okay, cho thí dụ. This one and this one. Cái cặp này trước lay and lie. Lay the book on the table or lie down and get some rest. Cái nào là transitive and cái nào là intransitive? Yes, cái số 1 đó, the first one đó sẽ là transitive. Tại vì bắt buộc lay, lay là cái gì? Lay là để, khi là đặt. Nó trả lời câu hỏi what, phải không? Đặt cái gì, để cái gì? Khi mà trả lời câu hỏi what thì nó sẽ là transitive. Right? Còn lie down and get some rest. Lie down. Nó trả lời câu hỏi gì các anh chị? Nó trả lời câu hỏi gì? How, right? And then mình phải nhớ cái định nghĩa này. Okay. Nó sẽ là intransitive. Intransitive. Okay. Còn where, when and how, right? Nó sẽ trả lời cho câu hỏi where, when and how. Nó sẽ là in transitive. Okay, forget that one, okay? Intransitive. Yeah, sometimes trong ngày mình có một giờ, mình gọi là một cái giờ đó, giờ phút đó, gọi là giờ hấp, nhé, hấp, hấp gì đó, I don't know. Hấp gì đó. Cái này sẽ là transitive, okay? Transitive. Thì nhớ nha, nhớ hai cái này quan trọng nha. Khi mà trả lời câu hỏi where, when and how thì nó sẽ là intransitive. Còn trả lời câu hỏi what, who and whom nó sẽ là transitive. Okay. Và nhớ cả transitive and intransitive nó đều là action verb. Thì nhớ điều này nha, nó đều là action verb. Okay, nghĩa là động từ nó nhúc nhích. Right. Okay, bây giờ cho hai cái thí dụ khác, cả cái cặp khác. Raise, I mean,
Race and rice. Okay, cặp khác. The sun rises in the east. The government is raising the taxes. Mặt trời thì mọc ở hướng đông. Phải không? Thành ra cái câu đầu nó sẽ là gì các anh chị? Nó sẽ là gì? Intransitive hay là transitive? Yeah, câu đầu nó sẽ là intransitive. Very good. Tại vì nó trả lời câu hỏi gì? Where? Phải không? Where? And that's like in transitive. Right? Còn the government is raising the taxes. Nó sẽ trả lời câu hỏi what? Thấy không? And then nó sẽ là transitive. Rất là dễ phải không các anh chị? So, if you can see the verb rise is intransitive. This means it doesn't require an object, right? But the word raise is transitive. This means it needs an object, right? And in this case, the object is the taxes. Hay là một thí dụ khác nữa. Okay. Một cặp khác nữa, sit and set. Please set your clock back tonight. Hay là sit on the chair please. So các anh chị thấy set your clock nó sẽ là transitive tại nó trả lời câu hỏi what, phải không? Còn sit on the chair nó sẽ là intransitive tại nó trả lời câu hỏi where, right? Rất là dễ nhớ các anh chị. Cả hai đều là action verb. Nhớ nha, thì mình cứ keep repeating that the action. Because we learning the action verb. Ok, suppose sao không được. Hay là cái câu này. The company raised its insurance rate. I rise early tomorrow. Nghĩa là gì? So cái câu đầu nó sẽ là transitive tại nó trả lời câu hỏi là what, phải không? Raise what? Câu sau nó sẽ là intransitive tại vì nó sẽ trả lời câu hỏi là when, phải không? Là how. I rise early tomorrow nghĩa là gì các anh chị? Là thức dậy á, tôi ngồi lên á, tôi ngồi lên hay là tôi thức dậy á. So mình sẽ có những cái cặp to sit, to lie, sit, sat hay là lie, lay, right? Khá như vậy. Nhưng mà các anh chị phải để ý cái này. Các anh chị đừng có nhầm lẫn nha. Chữ sit với chữ động từ to sit and động từ động từ to lie and động từ to lay nó khác nha. Lie quá khứ của nó là gì các anh chị? Quá khứ của động từ lie này là gì? Lie này có nghĩa là nằm xuống đó, quá khứ của nó sẽ là lie lay lay, phải không? Phải không nè? Và nói dối á, no, cái lie này là nói theo trong bài đó là nằm xuống á, quá khứ của nằm là gì? Hả? Lie lay lay, phải không? Right? Lie, anh chị phải thuộc lòng cái động từ bất quy tắc nha. Lie lay lay, nó có nghĩa là nằm, ok? Còn nói dối là gì?
Nói dối, động từ nói dối là gì? Quá khứ là gì? Chị đừng có lẫn lộn nha. Là gì? Động từ nói dối quá khứ là gì? Yeah, lie, lie, lied, right? Bắt buộc phải thuộc thôi. Để Tini sẽ chia sẻ các anh chị làm cách nào để thuộc, nó cũng không có khó. Ok. Ok. No lie lay land chứ. No lie lay land. Sorry. No lie lay land. Rồi bây giờ tới thế là lie lay late hay là lie lay lay cũng được, đấy. Để khi nào học tới cái thì đó, tới cái thì chúng mình sẽ chia sẻ cho anh chị làm cách nào để học cái động từ bất quy tắc. Ok, rồi bây giờ mình sẽ qua cái bài tập. Cho các anh chị bài tập, các anh chị sẽ phân biệt được khi nào nó là transitive and khi nào nó là intransitive, ok? Yeah, lay có nghĩa là đặt để. Còn lie đó là nằm. Lay là quá khứ của lie. Oh no no, not this one. This one. Giờ trước khi mình làm bài tập, chúng mình summary các anh chị cái điều này trước nha. Ok, let me put this. To help us determine whether an action verb is transitive or intransitive, just remember the transitive verb need no preposition to attach to a noun. We stick a noun directly to the verb. Who, the, here, or the intransitive must have the preposition to attach to the noun. Đây là một cái điểm nữa để mình biết. Thường thường cái intransitive nó có cái preposition. Giống như là lay down, lie down, down đó, right? Hay là như nãy những cái thí dụ đó. Nghĩa là nói tóm lại cái intransitive thường thường nó có cái preposition. Cái okay, preposition có nghĩa là có cái giới từ. Đây là một yếu tố nữa. Thí dụ như mình nói hai câu này. Nhưng không phải là summary mà nó là một yếu tố nữa. Oh sorry, không được. Anh chị coi hai câu này nha. Yes. He walked to the store. He walked his dog to the store. Tại sao câu đầu nó là intransitive? Và câu sau nó là transitive. Thường thường đó, cái intransitive theo cái định nghĩa mới vừa post ra đó, nó có cái giới từ đi theo sau nó là to. Anh chị thấy không? Rõ ràng là to. Còn cái intransitive đó, nó không cần cái giới từ đi theo sau nó. Ok. Dạ, yeah, nó có to. Hiện Nguyễn nói đúng theo cái định nghĩa. Cái câu đầu có nghĩa là he walk. Các anh chị hiểu không? Ví dụ mình không cần cái ở phía sau, mình không cần cái transitive nó. Mình không cần cái trans, yeah, trans transform nó. Nói như vậy các anh chị hiểu không? Hiểu liền phải không? Ông ta đi bộ, right? Hiểu liền. Không cần nói ông ta đi bộ tới đâu mình cũng hiểu phải không? Ông ta đi bộ, right? Còn cái câu thứ hai nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Yeah, câu này mình phải hiểu là ông ta dắt con chó. Ok. Dắt con chó. Ok. Yeah, dắt con chó nó đi như vậy đó. Black Swan nó đúng á. Bên này mà nói là he walk his dog, có nghĩa là mình phải hiểu là ông ta dắt con chó đi đâu á, để cho nó đi ra ngoài, nó làm gì đó. Ok. Yeah. Không, cái điều này cái sự thật đó các anh chị. Ở bên này Mỹ nó không có rảnh đâu mà nó dắt chó.
đi chơi, dắt chó qua nhà hàng xóm. Thay vì ấy bên nhà nó không làm, dắt chó qua nhà hàng xóm. Tiểu My mà bắt gặp dắt chó qua nhà Tiểu My là kêu cảnh sát liền á. Thường thường là như vậy các anh chị, thường thường là như vậy. Thế anh em nói he walk, à I walk my dog, có nghĩa là tôi dắt chó đi ra ngoài để cho nó làm gì đó, ai biết nó làm gì. Thiệt mà, mình có thể mình thưa, mình thưa nó, okay. Mình kêu cảnh sát bắt nó, phạt nó đó, chứ không kêu cảnh sát sao phạt nó được. Nói đâu cãi lộn lợi nó đâu, tiếng Mỹ mình đâu giỏi bằng nó đâu, phải cãi lộn đâu lợi nó. Đâu phải như Việt Nam đâu, hai bên nhà này quét quét rác qua nhà kia rồi đứng nó cãi lộn. Cái này không có vụ cãi lộn hàng xóm, không có là cãi lộn kêu cảnh sát bắt thế. Yeah, thường thường nó nói đúng luật á, dĩ nhiên là nên, nó nên dắt chó nó ra ngoài công viên, okay. Dắt chó ra ngoài công viên hay là dắt chó vô cái đám cỏ đám gì đó ở đâu đó ai biết đấy. Không biết bên Việt Nam sao nha, Tiểu My không biết, lâu quá Tiểu My không về Việt Nam. Ai cứ làm rớt mic, ai cứ cứ giật mic của Timmy hoài. Buổi sáng với buổi tối cũng dắt nó đi hả? No, Timmy thấy ở bên Việt Nam chó chó muốn chạy đâu chạy phải không? Chó chạy tùm lum ngoài đường á, phải không? Hả? Phải không? Không biết không nè, phải không? Chó chạy tùm lum ngoài đường á. Bên này mà các anh chị thả chó mà chạy tùm lum ngoài đường coi chừng ở tù á, anh chị biết làm sao ở tù không? Chó nó chạy ra ngoài đường không có chủ, nó đuổi nó cắn người ta đó, thế là người ta thưa là ở tù á. Ở quê thôi hả, chứ ở thành bây giờ cũng giữ chó để ăn. Chó mà chạy ra ngoài bị người ta bắt làm thịt ngay tại chỗ. Phải không, bên này nó giữ chó là tại vì nó sợ người ta ăn thịt chó. Nó chơi không phải đâu, chó bên này hiếm lắm đó các anh chị, mua một con chó mấy trăm đô đó, mắc tiền lắm á, thành nó giữ kỹ lắm đó. Chó mà đi mất ra là nó đăng quảng cáo, đăng bản tìm người tùm lum hết trơn. Còn còn có thưởng nữa chứ, còn có thưởng nữa chứ. Ok, tiếp tục nha. Bây giờ mình làm bài tập nha. Coi cái nào là linking, I mean cái nào là transitive and cái nào là intransitive, okay? T stand for transitive and IN stand for intransitive, okay? Just put the T or IN. Okay, bắt đầu. A branch lying across the road caused the accident. Cái nhánh cây mà nó đang nằm giữa đường á, nó đang nằm giữa đường đó, là nguyên nhân của tai nạn á. Ok, các anh chị thấy cái này là intransitive hay là transitive?
lying at cross, phải không? Tại vì mình có cái chữ at cross, phải không nhỉ? Phải không? Nó trả lời cho cái câu hỏi yes, nó trả lời cho cái câu hỏi address, address ở đâu phải không? Where phải không? Thành ra nó sẽ là transitive. Phải không nhỉ? Sau đây nó sẽ là transitive chứ đâu phải intransitive phải không? No no no, nó trả lời cho câu hỏi là không phải. Yeah, đúng rồi. Lying at cross. Nằm ở đâu hay là thế nào phải không? And then nó sẽ là transitive. I mean, nó sẽ là intransitive. Nhưng mà nhiều khi cũng lộn, cái thứ hai mới là intransitive. Let me yes, intransitive. Và đồng thời cái intransitive nó có cái gì? Cái preposition, phải không nhỉ? So đây nó sẽ là intransitive. Intransitive. Sao toàn là transitive không nhỉ? Để kiếm một cái intransitive mới được. Okay, next one. Oh no 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 no, I'm sorry. No, no, no. I'm sorry. Cái này là transitive. Tại sao là transitive các anh chị? Cái này là transitive. Okay. Giờ tí mình có này đọc, mình đọc không kỹ. Tại sao cái này là transitive? Đố các anh chị biết tại sao cái này là transitive. Ok. Nó trả lời cho câu hỏi what? Tại sao? No. Nó trả lời cho câu hỏi what? Tại vì động từ chánh là động từ to cause. Còn lying ở đây không phải là động từ. Ok. Lying ở đây nó là present participle, nó là động từ giả. Okay. Nó là verbal. Cái lying đây nó là verbal. Thành ra khi mà mình analyze thì mình phải kiếm cái động từ chánh, right? Động từ chánh là cause. Okay. Cause what? Oh, cause the accident. Phải không? Thành ra nó trả lời cause, nó trả lời câu hỏi là what, right? Thành ra đây nó sẽ là transitive. Okay. So lying ở đây không phải sáng giờ chưa ăn gì nên yếu, hơi yếu, bị người ta xô hoài. Ok, cái này transitive hay là intransitive các anh chị? Tại sao nó là transitive? Anh chị phải biết mình đang làm cái gì.
Dùng động từ giả hả? Khi nào học tới cái verbal rồi tiếng My sẽ chia sẻ. Ok. Động từ giả có nghĩa là trong câu nó không phải là động từ. Như câu hồi nãy nó sẽ là gì? Nó sẽ là tính từ. Ok. Participle thường thường nó đóng vai trò làm tính từ. Tại sao? Tại vì nó bổ nghĩa cho cái the branch, a branch ở phía trước. Coi lại câu này nha. Cái lying ở đây nó sẽ là adjective phrase, nghĩa là nguyên cái mệnh đề, nguyên cái phrase là lying across the road, nó sẽ là tính từ bổ nghĩa cho cái a branch ở phía trước. Trần hiểu không? Trần hiểu chỗ này phải không? Phải không? Cái nhánh cây làm sao? Ồ, cái nhánh cây mà nó đang nằm giữa đường á. Right? Không được. Không được. Tại vì a branch lie across the road cause, nghĩa là nó vừa, nó là hai cái động từ. Không được. Okay? Nói cái này là không được. Không được, nói như vậy không được. Okay. Có thể nói như vậy nè. A brand lie được across the road and it cost được. Okay. Dùng như là một tính từ thì dùng y chang như vậy đó. Okay. Nó không được. Cái a brand nó có thể nó tự động nó nằm ở giữa đường được mà, đâu có cần ai để nó đâu, phải không? Thành ra mình đâu có cần dùng cái bị động ở đây. Nhiều khi cái nhánh cây nó rớt xuống, tự động nó rớt xuống, nó nằm chắn ngang giữa đường, tự động nó làm được chuyện đó mà, phải không? Cái thì bị động là khi nào có người ta làm. Ok. Ok, thì ai biết họ dùng kiểu đó. Tiểu My không dùng kiểu đó, ra Tiểu My không trả lời được. Kiểu đó hơi ngộ ngộ với Tiểu My, Tiểu My không dám dùng. Mình có thể mình nói như vậy nè. A branch lied, dùng nó chính là nó động từ cũng được. Lied across the road, cái nhánh cây đã nằm ở dọc đường. Yeah, and it's caused, and it is caused the accident thì được. Okay. Thì câu này dịch như vậy đó. Cái nhánh cây mà nó đang nằm ở giữa đường đó thì đó là nguyên nhân của nó, là nó là nguyên nhân của cái tai nạn đó, nghĩa là nó xảy ra tai nạn đó và gây ra vụ tai nạn đó. Cảm ơn Teresa. Ok rồi, làm câu này nha các anh chị. Làm câu này nha. Chừng nào mình học tới cái bài verbal thì mình sẽ cắt nghĩa rõ tại sao nó không phải là động từ. Ok. Bây giờ tiếp tục câu này nha. I consider the price of the movie tickets ridiculous. Tôi cho rằng cái giá hát cái giá hát đó thì thật là nực cười. Nó là transitive hay là intransitive? Tại sao? Các anh chị phải biết trả lời tại sao. Thứ nhất là Daniel preposition. Không phải. Yeah, tại vì nó không có cái giới từ đi liền với nó. Và thứ hai là nó trả lời câu hỏi what? Consider what? Phải không? Ok, good. Next one. Đó hai là cái yếu tố để mình biết nó là transitive or intransitive. Trả lời câu hỏi what chứ đâu phải trả lời câu hỏi how đâu. The teacher called the student lazy.
Yes, nó là transitive. Mà tại sao nó là transitive? Câu ở trên á, nó trả lời câu hỏi what chứ nó không có trả lời câu hỏi house. Các chị phải coi cái động từ chánh, ok? Động từ chánh nó trả lời câu hỏi gì? Ok, trở lại câu ở trên nè. Động từ chánh là ở đâu? Consider. Right? Consider what? Phải không? Chứ đâu có phải consider how đâu. Phải không nè? Phải không? Thành ra cái này nó sẽ là transitive. Trả lời câu hỏi what? Right? Consider cho rằng khi mà bạn nói, khi mà cái động cho rằng không có thấy không phải không, cho rằng là ông ta nói, okay. Khi mà bạn cho rằng cái người đó đẹp trai thì có nghĩa là mình nói cái người đó đẹp trai, phải không? I consider he's so handsome, hay là she's consider he's handsome, có nghĩa là she say that he is so handsome, that means she consider. Anh chị hiểu cái động từ consider đây nó là action, okay? Right, nó là action. You have to say something, okay? You have to say something to consider. Rồi, any question? Bây giờ câu kế nha. Bây giờ câu kế. Next one. The teacher called the student lazy. Người thầy thì nói học trò làm biếng á. Yeah, tại sao nó là transitive? Yeah, trả lời câu hỏi who. I mean, trả lời câu hỏi whom chứ hả? Phải không? Trả lời câu hỏi whom. Tốt từ mà, right? Whom. So nó sẽ là transitive. Okay, now next one. The whole class laughed at the teacher's antics. Faye, tell me why you say it is an intransitive. Yeah, thứ nhất là nó có cái preposition đi liền với cái động từ là laugh at, right? Laugh at. Còn một yếu tố nữa là gì? Nó là intransitive, đúng rồi đó. Và cái yếu tố ở đây nó chỉ có cái là giới từ thôi. Laugh at yếu tố đây nó bắt buộc nó sẽ là intransitive tại nó có cái giới từ at ở phía sau. Ok, next one. Yeah, that's right. They will close the plant for 2 weeks in July. Họ sẽ đóng cái nhà máy đó, phải không? The plant là cái nhà máy đó, cho 2 tuần lễ ở trong tháng 7. Okay. Tại sao nó là transitive? Yeah, trả lời câu hỏi what? Các anh chị phải để transitive and what. Okay. Very good. Okay, next one.
You should read the next 6 chapters before Monday. Anyone from Florida? Okay, các anh chị, so 6 chapter hay là chapter 6 khác nhau chỗ nào các anh chị? Yeah, mình phải đọc hết 6 chương luôn. Okay. Chứ không phải và mình cái này là bạn nên đọc 6 chương kế tiếp đó, nghĩa là mình đọc 6 chương luôn. Right. Còn trong khi đó chapter 6 có nghĩa là chương thứ 6 mà thôi chứ không phải là chương thứ 5 hay chương thứ 9 cái như vậy. Mình viết vậy đúng không các anh chị? À. Mình viết vậy đúng không? Chương thứ 6 á. Viết vậy đúng không? Đúng không? Dân phạm thì không có gì sai hết. Okay. Đúng là mình phải viết là the sixth chapter. Nhưng mà đó, đây không phải là cái cách để viết. Okay. Phải viết thẳng ra luôn. Chapter 6, ok? Chứ mình không có viết như vậy. Chapter 6. Line number 10. Chứ mình không có viết là 10 number. Ok? I'm sorry. Misspell right there. Okay, họ viết như vậy. Number 10 chứ không phải là 10 number. Không phải là cái số thứ 10, nói thẳng ra luôn. Okay. Dân phạm thì không có gì sai hết trơn, nhưng mà không, this is the way people talk. Okay. Hỏi tại sao thì mình không biết, không biết tại sao. Đó là cái luật rồi, cái luật rồi. Tại vì nhiều người nói như vậy, không có ai nói là 10 number hay là 6 chapter, không ai nói như vậy. Mình nói nó nghe kỳ kỳ phải không? Ta nói mình from UFO mất công á. Okay, you should read the next 6 chapter before Monday. So this is the transcript stuff. So it's answer the question what you should read what, right? Bill's grandmother nicknamed him Buzz when he was a baby. Yeah, đúng rồi đó, Teresa. You read my mind. But I don't know how to express. Okay, why is transitive? Why? Why is transitive? Hãy trả lời tại sao các anh chị là chọn transitive mà không chọn intransitive. Yeah, trả lời câu hỏi. Home. Okay, nhớ nghe tốt. Who nickname, but nickname whom? Okay. Who nickname and nickname whom? Right. Okay, next one. So not a transitive and whom.
là phải hôn không nè, phải không, phải hôn không? Okay, next one. Yes, whom? Okay, next one. My family left there for 6 years before we moved to Texas. In transit of, yes, that's right. Trả lời câu hỏi where, mà where now? Where now? Live there, live where hay là move where? Động từ nào trả lời câu hỏi where? Live there hay là move there? Cả hai đều trả lời câu hỏi where hết trơn phải không các anh chị? Right. Yeah, left, left where. Phải không? Left where. Tại động từ chánh sẽ là động từ to left. Cái before we move to Texas nó chỉ là mệnh đề bổ nghĩa thôi. Okay. Yeah, left where. And even động từ to move nó cũng sẽ là intransitive luôn. Phải không? Tại nó có cái giới từ to. Right? Okay, that's pretty good. And where? Okay, next one. Okay, cái này hay nè. Thế để hỏi thử các anh chị. My dad gave me a motorcycle which he drove for many years. Ba của tôi cho tôi chiếc xe gắn máy mà ông ta đã cưỡi nó nhiều năm. Yeah, transitive. And trả lời câu hỏi whom, phải không? Đố cái anh chị tại sao đây nó có lại là chữ which and dấu phẩy. Cái này mình học trong bài đại danh từ rồi nha. Tại sao đây nó có dấu phẩy and chữ which mà không phải là chữ that? Hả? Tại sao đây cái người này dùng chữ which mà không dùng chữ that? Hả? That được không chị? Được không các anh chị? That cũng được phải không? Phải không? Dùng chữ đáp cũng được phải không? Tại vì dùng cho đồ vật mà. Nhưng mà tại sao họ dùng chữ which mà không dùng chữ đáp? Tại cái điểm này nó không có quan trọng. Okay. Cái điểm, cái information mà ba của cậu ta lái nhiều năm không có quan trọng. Bây giờ dầu cho lái ít năm đi nữa, ổng cũng cho mình chiếc xe hả? Phải thôi nè. Anh đã cái điểm nó không quan trọng. Khi mà cái điểm mà nó không quan trọng đó thì mình sẽ dùng chữ which thay vì chữ that. Và khi mà dùng chữ which thì thường thường nó có cái dấu phẩy. Ok, có dấu phẩy có nghĩa là mình bỏ nó ra được. Ok, mình bỏ nó ra được. Phải không? Cái điểm quan trọng là mình chỉ nói với người ta là ồ ba tôi cho tôi chiếc xe rồi, chiếc xe gắn máy rồi. Right? Ok, các anh chị phải hiểu điều này. Okay, next one. My roommate baked this apple pie. Cái người bạn chung phòng với tôi đó thì nướng cái bánh apple pie. Gần tới Halloween rồi, next week là Halloween rồi. Tha hồ mà ăn bánh pie.
Halloween thường thường là pumpkin pie, pumpkin ngán thì thôi á. Giờ người ta thường thế cái pumpkin bằng cái apple pie ấy. Apple thì ăn ngon hơn cái pumpkin, pumpkin ngán thì thôi á. Ok, nó là transitive and trả lời câu hỏi what, big what, right? Ok, next one. He walked through the forest. Ông ta đi bộ xuyên qua cánh rừng. Nhưng mà mình có cái lễ gì đó? Lễ gì mà lễ gì đó? Không, không, bên đạo Phật có thì phải lễ gì đó? Lễ gì mà qua ma quỷ á? Nói rồi ngộ quên rồi. Ok, trả lời câu hỏi where, that's right. Và nó có cái preposition và cúng cô hồn đó. Là đại khái như vậy đó. Cúng cô hồn vậy đó. I don't know. Ok, next one. Yeah, nó sẽ là intransitive tại vì nó có cái giới từ. Và nó trả lời câu hỏi where. Right. Ok, next one. Amber runs around the field. Trả lời câu hỏi where và có cái giới từ. Very good. Các anh chị đã hiểu hiểu rành hiểu rõ về cái intransitive and transitive rồi, phải không? Và nhớ nha, đây là cái action verb, mình đang học về action. Ok, next one. Every night she makes their favorite meal meat loaf. Hàng đêm cô ta làm cái bữa ăn mà tụi nó thích đó, đó là meat loaf. Loaf trả lời câu hỏi what mà, phải không? Trả lời câu hỏi what, make what, right? Make the meal. So nó là transitive and what. Okay, next one. Bánh mì kẹp. That's right. Anne cooks for the kids every night. Cô Anne có nấu ăn cho mấy đứa nhỏ mỗi đêm á. Yeah, nó là intransitive and có cái giới từ for, thấy không? Có cái giới từ for. And then nó không yeah, có cái giới từ for. So nó sẽ là intransitive. Cái này mình gọi nó là MB transitive. Tại sao các anh chị? Nó vừa là transitive and nó vừa là intransitive. Thí dụ như câu này, I cooked dinner. Đây là gì? Đây là transitive, phải không? I cook for the kid. So cái này nó sẽ là intransitive. And cái động từ mà nó vừa là transitive, nó vừa là intransitive thì mình gọi nó là MB transitive. Chị nhớ điều này nha. Right, MB transitive.
Okay, next one. The class considered the homework a real drag. Real drag là khó hay là thiếu sinh động hay là không có hay á, phải như vậy, không có dễ dàng á. Yeah, nó sẽ là transitive. Consider what, right? Consider what. Nó sẽ là transitive. Okay, next one. 10:23 rồi hả? Jennifer opened the door slowly. Yeah, transitive. Trả lời câu hỏi what? Open what? Okay, open what? So nó sẽ là transitive. Cái toàn là transitive không gì nè ta. Okay, next one. Tim played baseball on Saturday morning. Tim nó chơi baseball mỗi buổi sáng thứ bảy. Yeah, play what? Right, so nó là transitive. Okay, next one. They smashed through the door. Smashed là gì các anh chị? Smashed là gì? Câu này dịch sao các anh chị? Yeah, đập tan xuyên qua cánh cửa là gì? Câu này dịch sao? Họ say rượu qua cánh cửa. Okay, let me see. Cái smash này nó nghĩa là họ 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 đập vỡ, không phải họ đập vỡ mà giống như là họ họ let me see that. Let me check. Chị mi coi coi. Let me double check. Nhiều khi chị mi hiểu mà. Okay, nó sẽ là hit or strike, hay là overthrow or destroy something considered as harmful to rule fight financially, hay là to break. Yeah, họ đập vỡ cái cánh cửa phải không? Họ đập vỡ, break to pieces. Hay là họ blow, có nghĩa là họ đập vỡ, hay là họ chổi cái gì vô cánh cửa, làm vỡ cánh cửa, đại khái như vậy. Nghĩa là họ làm vỡ cánh cửa bằng cách như là họ đập phá, hay là họ chổi cái gì mạnh qua cái cánh cửa, đấm mạnh vào cánh cửa, hay là da mạnh vào cánh cửa, khái như vậy. Smash này có, nó có nhiều nghĩa. Mình phải thấy trước mặt mình mới hiểu nó. Họ đấm mạnh vào cánh cửa, hay là họ đập vỡ cánh cửa, hay là họ gia mạnh vào cánh cửa. Cái gì vậy? Yeah. Okay, next one. So ở đây nó sẽ là gì các anh chị? Intransitive, phải không? Intransitive tại vì nó có cái preposition. Yeah, nó right. Ở đâu? Okay, next one. I sing every day. Trả lời câu hỏi.
Nó là intransitive, right? Trả lời câu hỏi how. Yeah. Okay, next one. Mary gave Raymond a birthday gift. Mary thì cho Raymond một món quà sinh nhật. Và nó sẽ là transitive. Trả lời câu hỏi whom and what. Thấy không? Vừa whom vừa what luôn. Cái loại động từ gave này đó, nó sẽ là transitive. Và mình gọi nó là detransitive. Tại vì nó có một chủ từ và hai túc từ. Okay, mình gọi nó detransitive. Một cái tên khác của nó là right, detransitive. Thành ra các anh chị biết detransitive là gì and ambitransitive là gì phải không? Ambitransitive là cái động từ nó vừa là transitive và nó vừa là intransitive. Giống như là động từ to give hồi nãy vậy đó. Đây là câu này. She gave me the lecture. Cô ta giảng cho tôi một bài học. Cô ta cho tôi một bài giảng. Hay là cô ta giảng. The transitive cắt nghĩa rồi. Tiffany, the transitive có nghĩa là cái động từ mà nó có hai cái túc từ. Giống như cái câu này nè. Giống như cái câu she gave me the lecture. Nó vừa là túc từ gián tiếp me and túc từ trực tiếp là the lecture. Okay. Nó trả lời hai câu hỏi, vừa là whom and vừa là what của cái he he đó, hay của Teresa. So nó sẽ là transitive. Okay, tiếp tục nha. He complains frequently. Ông ta cứ phàn nàn hoài, phàn nàn thường xuyên, thường trực, all the time. Yeah, nó sẽ là intransitive, trả lời câu hỏi how. Okay, next one. He sent his friend the letter last week. Ông ta gửi cho bạn ông ta cái lá thư hồi tuần rồi. So đây nó, mình gọi nó sẽ là detransitive. Okay. Nó sẽ là detransitive. Nó trả lời hai câu hỏi là whom and what. Có hai túc từ. Okay, next one. She slept too much. Yeah, intransitive and trả lời câu hỏi how. Right? Nó không cần chuyển qua cái gì hết mà cũng đủ nghĩa she sleeps là mình hiểu là cô ta ngủ. Okay, next one. I mailed my pass form. Yeah, nó là transitive, trả lời câu hỏi what, mailed what, right? On my tax form. I do that every day.
Okay. Do that every day. I do that every day. Tại sao gọi nó là ambitransitive of Tiffany? Ambitransitive có nghĩa là cái động từ nó vừa là transitive and nó vừa là intransitive. Hey, cái này nó là transitive itself chứ không phải là MB transitive nha. Okay. What do you want to talk? DJ. What do you want to talk about? You have any question? See how your day was. Okay, this last we're learning the grammar. Okay. We don't do the conversation now. Okay, now, and that's it for today. For the exercise. We have 25 minutes left. And what do you want to do now? We continue with the we move on to the new one, or we just stop here? Anh chị muốn học tiếp cái phần kế tiếp là cái gì? Action, a verb, rồi right? Cái phần kế tiếp mình sẽ học sẽ là linking. Hay là các anh chị save it for tomorrow để dành ngày mai học. Hay là các anh chị muốn học tiếp còn bài tập gì về action and transitive and intransitive nó chấm dứt. Ha? Học kế tiếp hả? Dắt cho hết chanh luôn cho rồi đi. Mai hả? Là học kế tiếp. Let me see. Okay. Let me see. Cái linking verb này để coi. Cái linking này nó dài lắm không? Các anh chị. I don't want to stop in the middle. Oh, yeah. Học đi hả? Trời ơi. Yes. Let's see. Identify. Ok, học tiếp cho rồi đi. Từ ngày mai có thể. I will over it. Okay. I will go over it. Ok, học tiếp nha. Giờ mình qua cái phần, cái loại động từ thứ hai là linking. Thì ngày mai chúng mình sẽ ôm lại chút xíu cho các anh chị cũng được. Ok. Linking. Linking là gì? Nó không phải là action. That's a symbol. That's a symbol. Linking không phải là action. Some verbs don't express action but help complete statement about the subject by describing or identifying it. So the verbs are called linking verbs. Nghĩa là động từ nhiều khi nó không có diễn tả cái hành động, có nghĩa là mình không có thấy cái hành động nó di chuyển. Okay. Không diễn tả cái action, cái hành động, nhưng mà nó cũng đủ nghĩa là khái như vậy, nó cũng
complete statement about the subject, nghĩa là nó cũng diễn tả được cái chủ từ. Ok, thì cái động từ đó gọi là linking. And the most common linking verb is be and its form and others are. Có nghĩa là cái linking verb thường thường động từ to be nó sẽ là linking verb. Và những cái chữ, những cái form đi theo của nó, những cái form của nó. Và còn một vài cái động từ khác cũng gọi là linking. Cho thí dụ thì các anh chị hiểu hơn, ok, hiểu hơn. Thí dụ như là động từ to be thì đừng có những cái form của nó là am, are, is, giống như I am, you are, he is, I was, đại khái như vậy, were hay be, being hay là been, đó những cái form của động từ to be. Ngoài ra còn có những cái động từ như là appear, become, feel, get, grow, hear, look, remain, seem, smell, sound, state or taste. Cho thí dụ, the air is happy, tin feels hot, the music sounds good. Ok, đó, the air feels, mình đâu có thấy cái feels đâu phải không các anh chị? And music sounds. Sau đây đó, music á, nó tự nó làm cái sao được không các anh chị? Đâu có tự nó làm được phải không? Cái gì mà không tự làm được, có nghĩa là nó không có tự move được thì nó sẽ là linking. Ok, thấy như vậy, mình hiểu một cái cách hiểu khác là như vậy đó. Cái gì mà không tự làm được thì nó sẽ là linking. So the sentence don't tell you what Diana, her team, her music did, phải không? But rather what they are. Cái sao, cái music sao ở đây không phải là music tự nó chơi được, okay? Mà cái music sao good ở đây là mình nghe cái music nó hay. Ở đây là mình chứ không phải là cái music. Cái music nó không có làm được cái chuyện đó. Ok, now. Ngoài ra còn có những cái động từ khác như là những cái mình gọi là send verb đó, những cái động từ về giác quan đó, về ngũ giác đó. Ví dụ như động từ to taste, to smell, to feel, to sound and to look, nó sẽ là linking. Ok, next one. Cho thí dụ nha. Hy vọng post là được. Thì mình phải cắt nghĩa rõ cái này để cho các anh chị không bị confused. This soup tastes salty. Nghĩa là gì? Sorry, nghĩa là gì? Các anh chị thấy cái soup này không phải là người ta. Nó đâu có cái lỗ mũi, cái lưỡi đâu mà nó taste được. Nó đâu có cái lưỡi đâu, phải không? Đấy, nó không có làm chủ cái hành động này được. Và khi mà nó không có làm chủ cái hành động này thì cái hành động này nó đâu có move được đâu. Cái này đủ là ta nếm cái súp này thấy nó mặn. Ở đây cái chủ từ của cái động từ taste thật sự ra là người ta chứ không phải là cái súp. Okay. Cái music ở trên cũng vậy nữa. Cái music không có tự động mà nó có cái âm thanh ra được. Mà người ta phải làm cho nó có cái âm thanh, và cái âm thanh nó nghe hay. Thế nên các anh chị phải nhớ cái chủ từ của cái động từ nó có làm chủ cái hành động đó được hay không. Giống như là I taste. Okay. Mình làm chủ cái hành động này. Thành ra cái taste ở đây nó sẽ là action. Rõ ràng khi mà nói I taste thì người khác thấy mình le cái lưỡi liếm. Ok,
Chị đồng ý không nè? Trong khi cái soup taste á, thì cái người khác không có thấy cái soup nó có cái lưỡi le ra để liếm. Okay. Ok, chị phải phải hiểu cái điều này. Ok, something smell good. Something ở đây dĩ nhiên là đồ vật rồi, thấy không? Chứ không phải là người ta. Tại người ta mình không có dùng chữ thing được. Người ta thì mình phải dùng chữ someone, phải không? Thành ra cái something ở đây không phải là người ta. Thì nếu không phải người ta thì nó không có cái lỗ mũi, phải không nhỉ? Đấy. Nó không có cái lỗ mũi để nó hửi cái gì đó. Thấy nó ngửi thấy nó thấy gì? Ngửi là gì? Thấy nó thơm để khá như vậy. Right. Thành ra động từ to smell ở đây nó không có move. Tại vì something nó không phải người ta nên nó không có move được. Right. Thành ra nếu mà nó không có move được ở đây đó, cái chủ từ nó không có làm được cái hành động, nó không có action được, thì nó sẽ là linking. Okay, sorry, thank you. I just gotta disconnect this. Okay, trở lại nha. Các anh chị vẫn còn nghe tiếng Mi phải không? Các anh chị vẫn còn nghe tiếng Mi phải không? Okay, thank you. Okay, bây giờ qua cái don't feel sad. Đừng có cảm thấy buồn. Khi đó là dịch tiếng Việt, cảm thấy chỉ là một cái xúc giác thôi. Mình đâu có thấy cái cảm thấy nó ra làm sao đâu. Phải không? Nó đâu có move đâu. Cảm thấy là cái gì mà mình nghĩ trong đầu thôi. Thành ra mình không có thấy được, mà không thấy được thì không có action. Mà không có action thì sẽ là linking. Right? Rồi, he looked tired. Cái câu này mình sẽ dịch là ông ta nhìn thấy mệt, phải không? Có nghĩa là mình dịch another way to say it. I think he's so tired. Phải không? Một cách khác mình nói là tôi nghĩ là ông ta mệt, ông ta nhìn thấy mệt, phải không? Ở đây không phải là ông ta làm cái hành động này mà người khác làm cái hành động này. Tôi nhìn ông ta thấy ông ta mệt. Tôi là cái người look chứ không phải ông ta là cái người look. Anh chị hiểu chỗ này không? Không có ai nói là he look himself.
Ông ta đâu có tự nhìn ông ta thấy ông ta mệt được đâu. Anh chị đồng ý không nào? Ông ta đâu có tự nhìn ông ta để ông ta thấy ông ta mệt được đâu, mà người khác nhìn thấy ông ta mệt. Thành ra cái hành động lúc này không phải là ổng làm, đúng không? Mà khi mà cái chủ từ nó không có làm được cái hành động, có nghĩa là cái hành động đó sẽ là linking, ok? Thành ra cái câu này mình dịch theo cái nghĩa khác, nghĩa Việt Nam, he feel tired, đồng ý không nè? Thấy không, cũng đồng nghĩa là he feel tired. Thì cái hành động feel này nó cũng không có action luôn, phải không nè? Cái động từ to feel này là he feel tired, được, right? No way to, another way to say he look tired hay là he feel tired, đều được. Nhưng mà cái feel này là ông ta cảm thấy mệt. Mình có thấy cái hành động cảm thấy không? Nó giống như cái đồng feel sad vậy đó, đâu có thấy cái hành động cảm thấy đâu. Thành ra mình không thấy cái action thì nó sẽ là linking. Rồi, các anh chị hiểu hết rồi ha, phải không? Có nghĩa là năm câu này đều là linking hết. Tại vì cái hành động nó không có move, cái chủ từ không có làm được cái hành động. Ok. Rồi đây là cái điểm quan trọng. Các anh chị cứ nhớ như vậy là các anh chị biết khi nào nó là action and khi nào nó là linking. Thế. Ok, một cái điểm nữa. Linking verb is a verb that links the subject of a sentence to a noun, hay là a noun phrase, hay là a pronoun, hay là an adjective, hay là a phrase, là complement in the predicate to show a location, state of being or quality. Nghĩa là gì? Những cái động từ mà linking đó là những cái động từ mà nó thường thường nó link, là nó nối liền, ok, nó nối liền với cái chủ từ trong một câu, hay là nối liền với một cái danh từ, hay là một cái noun phrase, là những cụm từ mà thường thường nó đứng làm nó function as a noun, có nghĩa là nó đóng vai trò làm danh từ ở trong câu, hay là một cái đại danh từ, một cái tính từ, and một cái cụm từ, hay là một cái complement in the predicate. Các anh chị biết complement in the predicate là gì? Là gì? Trong một câu mình có chủ từ và mình có predicate, có hai phần. Tiểu My chia sẻ cái này rồi phải không? Thì cái complement nó nằm ở trong cái phần predicate. Cho thí dụ nha, I I go, okay, I am a, này gọi là compliment được không ta? Yeah, cũng được. I am a student in ABC ABC high school. Ví dụ câu này đi. Thì cái student ở đây không phải là object mà nó sẽ là complement. Ok. Complement nghĩa là những cái chữ mà nó bổ bổ nghĩa cho cái danh từ. Và thường thường nó sẽ đứng sau cái động từ to be. So a student nó sẽ là complement. Ok. In the predicate. Có nghĩa là nguyên cái để mình phải separate. Ok. Trong một câu nó có hai phần. Một phần đó là subject and một phần đó là predicate. Predicate là động từ và những cái chữ đi sau nó. Có thể predicate chỉ là một chữ là động từ, một từ mà thôi là động từ. Nó cũng gọi là predicate. Hay
hay là động từ với những cái chữ đi sau nó cũng gọi là predicate. Các anh chị hiểu là gì? Ví dụ mình nói I go. So I là chủ từ, go sẽ là predicate. Right. Nên ở đây nó sẽ là một tiếng danh từ và đứng trong câu nó sẽ là complement. So cái định nghĩa nó sẽ là complement of he. Show a classification có nghĩa là nó nói về, nó định nghĩa cho mình biết là student nó ở đâu rồi này kia, classification. Okay. Anh chị hiểu điều này rồi phải không? Phải không? Có nghĩa là cái linking verb là động từ to be ở trong trường hợp này nó sẽ link với một cái subject của sentence, hay là nó link với một cái complement. Ở trường hợp này nó link với cái complement. Ok, nó link với cái complement là a student. Sao động từ to be không phải là adject, không phải là object nha các anh chị, mà mình phải gọi nó là complement. Okay. Sao động từ to be? I go, I play football. Đây mới là object. I am a student. Đây là complement. Cái complement nghĩa là gì? Là một cái tự, một cái chữ hay là một cái nhóm chữ mà nó định nghĩa rõ cái chủ từ là gì. Ok, nó định rõ cái chủ từ là gì, trong khi đó cái object á nó không phải là complement, nó chỉ là một cái tân ngữ hay là một cái tục từ để nó nói rõ cái chủ từ làm gì. Anh chị hiểu điều này rồi phải không? Cái student cũng là cái I, mà I cũng là student, đó là complement. Okay. Nhưng mà cái I là I, còn football là ball. Football không phải là I, mà I cũng không phải là football. Anh chị hiểu rồi phải không? Đồng ý không nào? Ví dụ mình giới thiệu I am Tiểu My. Okay. So Tiểu My ở đây sẽ là complement, nói rõ tôi là ai. Right. Bình thường các anh chị mà introduce yourself, các anh chị có thể nói my name is Tiểu My, hay là các anh chị nói I am Tiểu My cũng được. Okay. Rồi các anh chị hiểu complement là sao phải không? Complement không phải là object. Okay. Nó chỉ định nghĩa ngược lại với cái chủ từ là gì mà thôi. Có nghĩa là chủ từ với nó là một. Ok, rồi bây giờ các anh chị coi theo cái định nghĩa thì cho những cái thí dụ. Yeah, thường thường cái sao động từ nó sẽ là sao động từ to be, nó sẽ là complement the most. It was she. So cái động từ to be nó link với cái pronoun theo cái định nghĩa. Right? Để to be post là cái định nghĩa. Sao không được vậy? Oh, I see what wrong to this. Complement có nghĩa là chủ từ với cái gì đi phía sau động từ, nó gần như nó giống nhau, nó là một nghĩa. So các anh chị thấy thì là cái định nghĩa. Bây giờ tôi mới cho cái thí dụ trở lại. So linking verb is linked to the pronoun, in this case it was she. Okay? Or linked to the predicate. Like Mary is a doctor, so a doctor is predicate. Nó nằm ở trong cái predicate, nó linked to cái predicate. And he looks out of sort. Nó là một cái phrase, nó linked to cái phrase. Theo cái định nghĩa, cho một vài thí dụ như vậy.
Đây là adjective. You are unhappy. Nó liên với một cái tính từ. Là một cái phrase. You are unhappy or unsatisfied with something. And hai cái động cái linking verb mà nổi tiếng nhất á, thông dụng nhất á là become and remain. Ngoài cái động từ to be, thực sự là động từ to be mới là thông dụng nhất. Become and remain are the most common that connect a noun or noun phrase. Là nó liên với cái danh từ hoặc là cái đại danh từ. Ví dụ mình nói câu này. My roommate and I became good friends. Nó liên với cái noun, phải không? Good friends. Became. Với thi hay một cái khác. When linking verb doesn't show actual action, an adjective usually follows it. Thường thường đó, nếu mà một cái linking verb đó, mà nó không có chỉ rõ cái hành động thực sự đó, nghĩa là nó không có action được đó, thì thường thường cái adjective nó thường thường nó đi sau cái adjective. Ví dụ câu này, giống như là mình nói là sound good, sound ominous. The thunder sounded ominous. Thì cái thunder này nó không phải là tự động nó sao, phải không các anh chị? Nó cái ominous này sẽ là adjective. Cái này dịch là sao ta? À, ominous là gì ta? Ominous là sao dễ sợ đó, phải không? Đáng ngại, dễ sợ đó. Cái gì vậy? Cái thunder đó, cái động từ to sound ở đây nó không phải là action nha các anh chị. Làm sao có cái thunder được? Phải không các anh chị? Làm sao có cái thunder được? Cái này học về I don't know, không biết nói sao. Học về gì? Không phải psychology mà học về cái gì? Vật lý hả? Dạ, vật lý mình mới biết tại sao nó có cái thunder. Phải, hình như nhiều cái gì hợp lại mới thành cái thunder, right? Nghĩa là có cái gì làm cho có cái thunder, chứ không phải tự thunder nó có được. Kiểu như không có biết cách nghĩa điều này, nhưng mà động từ to start ở đây nó sẽ là linking, chứ không phải là cái này là người ta nghe cái tiếng nó nghe dễ sợ đó, chứ không phải là cái thunder nó nghe như vậy. Thế này là người khác làm cái sao chứ làm cái sao là cái gì vậy? Ok, một cái nữa. Một cái điểm nữa. Oh my god, it's run out of time. When the same word uses is action verb, an adverb or a direct object may follow it. Có nghĩa là gì? Khi mà
hai cho thí dụ này đi rồi mình nghĩ. I look carefully at him. Adverb or direct object may follow it. Câu này cái này chắc thì mình give the wrong, yeah that's right, direct object may follow it. No, chắc cái này thì mình ghi sai rồi. It's not the right one to definite. Anyway, cho thêm một cái ví dụ này. My little brother grew corn for a science project. Nó nghĩa là gì? Tôi nhìn chăm chú, carefully at him nghĩa là chăm chú vào cậu ta, thì phía sau nó phải là adverb. And my little brother grew corn for a science project. Như là cậu bé nhỏ của tôi thì trồng bắp đó để cho cái science project của cậu ta. Thường thường ở trong trường á, nó bắt mấy đứa nhỏ đó, ngay cả lớp tiểu học cũng vậy nữa, phải làm những cái project. Và tụi nó làm rất là hay. Cái anh chị con nít bên này nó thông minh là nhờ mấy cái project mà ở trong trường bắt nó làm á. Cái này không, các anh chị nghe thấy cái science project, ví dụ như là nó nhiều lắm. Hồi xưa làm quên rồi. Ví dụ như là kêu nó trồng cho nó một nhóm đất với lại một vài cái seed đó, các anh chị biết không, về bắt nó trồng cái đó cũng là một cái project cho tụi nó làm. Khái như vậy. Yeah, khái như vậy. Đó là cái project. Hay là bắt nó dựng một cái nhà, bắt nó dựng một cái nhà, một cái building nhỏ vậy đó. Thành ra tụi nó phải đi ra ngoài chợ, tụi nó mua những cái cardboard rồi nó về tụi nó làm. Đó là cái project ở trong trường. Ok, và nó là gọi là science. Hay là nó chế cái này, cái kia, cái nọ, giống như học vật lý vậy đó, bắt tụi nó phải làm. Ok, gọi là science project. Hey, let me reduce this one to make it fix on my text. Okay, and that's it for today. And we continue tomorrow then. Ngày mai mình sẽ tiếp tục nha các anh chị. Mình đang học về linking and action. Action mình đã go through rồi. Bây giờ mình qua cái linking. And ngày mai mình sẽ tiếp tục cái này. Okay. Any question before we dismiss? Ngày mai mình sẽ có bài tập về linking and action. Khi nào là linking, khi nào là action. Okay. And that's it for today. And I'll see you tomorrow. And chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. Chúc các anh chị khá một ngày một đêm bình an vui vẻ. Và bye các anh chị. Hello everyone, mọi người muốn lên đọc bài cho nói chuyện hay giơ tay không? Nhờ bạn Anna gọi vào. Hai Hiền Nguyễn.